Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình Địa phương trên đường phát triển. Chương trình được phối hợp sản xuất giữa Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng các huyện thị thành phố trong tỉnh. Thưa quý vị, mở đầu kỳ phát sóng tuần thứ hai của tháng 6, mời quý vị đến với thành phố Bà Rịa. Trước thời điểm giải phóng với cơ cấu hành chính chế độ cũ, Bà Rịa đã giữ vai trò trung tâm tỉnh lỵ. Ngay sau khi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tái lập năm 1991, Bà Rịa cũng được xác định là đô thị trung tâm tỉnh. Từ cơ sở này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bà Rịa không ngừng nỗ lực xây dựng Bà Rịa từ thị trấn nhỏ bé trở thành đô thị loại 2, thành phố trực thuộc tỉnh. Và năm 2012, thành phố Bà Rịa chính thức trở thành trung tâm hành chính chính trị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thành phố Bà Rịa có lịch sử hình thành từ rất sớm, từ đầu thế kỷ thứ 17 với tên gọi Mô Xoài hay Mũi Xụy. Đến đầu thế kỷ thứ 18, vùng đất này được gọi bằng tên khác, Bà Rịa. Theo lưu truyền, Bà Rịa là tên một phụ nữ, Nguyễn Thị Rịa, người có công khai hoang lập làng nơi đây. Khi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mới tái lập, 4 trên 5 đơn vị hành chính của tỉnh đều là những huyện nghèo. Trong đó, Bà Rịa chỉ là một thị trấn nhỏ thuộc huyện Châu Thành. Rồi từ huyện Châu Thành tách ra, thị xã Bà Rịa phải nỗ lực vượt bậc để xây dựng, phát triển. Bởi suốt những năm dài chiến tranh, đây là vùng giao tranh quyết liệt giữa ta với địch. Trở thành hậu cứ vững chắc cho cách mạng, nhiều tên đất, tên người cùng những chiến công trên đất Bà Rịa đã in dấu son chói lọi trong lịch sử. Thị xã Bà Rịa vì thế được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Không ngừng phát huy truyền thống anh hùng, thị xã Bà Rịa lại một lần nữa đón nhận danh hiệu anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Ở mọi giai đoạn thời kỳ, Bà Rịa luôn là trung tâm về hành chính của đạo, xứ, vùng, lỵ, hạt, tỉnh. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tái lập được 3 năm. Năm 1994, thị trấn Bà Rịa tách khỏi huyện Châu Thành, trở thành thị xã Bà Rịa độc lập. Hạ tầng giao thông và các cơ sở thiết yếu phục vụ dân sinh thời thị xã Bà Rịa hầu như không có gì. Tận dụng những lợi thế về địa lý, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã Bà Rịa đã không ngừng nỗ lực và nỗ lực rất lớn, nên Bà Rịa đã bứt phá vượt bậc. Đến năm 2007, được công nhận đô thị loại 3, năm 2010 trở thành một trong hai thị xã đầu tiên ở Việt Nam đạt chuẩn văn hóa. Năm 2012, Bà Rịa tập trung triển khai các điều kiện để đảm nhận vai trò trung tâm hành chính chính trị tỉnh, đồng thời trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Chỉ 2 năm sau, Bà Rịa về đích, được công nhận thành phố loại 2 đạt quy chuẩn đô thị trung tâm. Là đầu mối giao thông đường bộ của tỉnh, cũng là giao điểm của 3 tuyến quốc lộ quan trọng đi qua tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, quốc lộ 51, quốc lộ 56 và quốc lộ 55. Bà Rịa ngày càng phát huy ưu thế đô thị hành lang kết nối các đô thị địa phương trong tỉnh và những địa phương lân cận Bà Rịa Vũng Tàu, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thưa quý vị, ngay từ những ngày đầu thành lập, trong quy hoạch xây dựng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xác định vị trí trung tâm hành chính tỉnh là Bà Rịa. Thực tế, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, Bà Rịa vốn đã là trung tâm tỉnh lỵ. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm thành lập, đến năm 2012, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mới chính thức chuyển rời trung tâm hành chính tỉnh từ thành phố Vũng Tàu về Bà Rịa. Việc xây dựng Bà Rịa trở thành trung tâm hành chính chính trị tỉnh cũng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh nói riêng và của cả khu vực nói chung. Suốt quá trình xây dựng, phát triển, Bà Rịa được tỉnh đầu tư toàn diện. Song song với đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, từ năm 2010, công trình trung tâm hành chính chính trị của tỉnh tại thành phố Bà Rịa chính thức khởi công ngay trung tâm thành phố Bà Rịa trên diện tích 20 ha. Tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Công trình gồm 7 cụm tòa nhà văn phòng, mỗi cụm cao 6 tầng, làm trụ sở hành chính tất cả các cơ quan, đảng, chính quyền, hội đoàn thể của tỉnh. Với kiến trúc hiện đại, công trình trung tâm hành chính tỉnh không chỉ đảm bảo các yêu cầu mỹ thuật mà còn đáp ứng mọi tính tiện ích. Tập trung như vậy, giao dịch công thu về một mối, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân cần giao dịch hành chính. Cái mô hình tập trung cấp tỉnh đã phát huy được cái hiệu quả rất là tích cực, giúp thống nhất được cái đầu mối giao tiếp của 18 cơ quan chuyên môn của cấp tỉnh, giúp cho người dân có thể dễ dàng xác định được cái đầu mối để giao tiếp. Tôi ở Châu Đức tới đây cũng khá là xa, cái bộ phận hành chính tập trung lại một cụm ở Bà Rịa thì cũng khá là thuận tiện cho những người ở xa mình.
Mình tới đây mà làm thủ tục có mất khoảng 10 đến 15 phút thôi là đã xong cái thủ tục. Việc mà các cơ quan đều tập trung vào cái trung tâm hành chính như vậy thì rất là thuận tiện cho doanh nghiệp. Khi mà doanh nghiệp có một cái sự liên kết gì giữa các cơ quan với nhau để xin hồ sơ giấy tờ thì sẽ rất là giải quyết nhanh chóng. Nó giảm đi cái thời gian mà doanh nghiệp phải đi tới đi lui bên ngoài để tìm kiếm cái cơ quan để mà hỗ trợ giải quyết. Tôi nghĩ thì nếu mà tập trung các cơ quan ban ngành một chỗ thì rất thuận tiện hơn. Tại vì nhiều khi người dân hoặc là doanh nghiệp người ta không biết cái lĩnh vực đó là thuộc cái sở nào quản lý hoặc là cái cơ quan nào quản lý. Nhưng mà khi mà vô một cửa chỗ này, một cái tập trung một chỗ thì có thể dễ dàng hướng dẫn cho doanh nghiệp và người dân để mà làm thủ tục thuận tiện hơn. Tôi nghĩ là rất là tốt. Việc tổ chức hợp khối các cơ quan có cùng chức năng và quản lý trong một cái khuôn viên nhất định cũng tạo cái môi trường làm việc có tính độc lập giữa cái bộ máy lãnh đạo và cái bộ phận giúp việc, cũng tạo được cái môi trường và điều kiện để mà phục vụ cho người dân được thuận lợi và thân thiện, tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành thuận lợi và góp phần thì hoạt động của cái tính đô thị nó được nâng cao và cũng như là cái tạo được cái tính hấp dẫn, tính mới về cảnh quan môi trường. Tập trung những cơ quan đầu não của tỉnh, thành phố Bà Rịa là nơi diễn ra những sự kiện, cuộc họp quan trọng, nơi đưa ra những quyết sách, hoạch định quan trọng, nơi ban hành những chủ trương, chính sách, đường lối phát triển quan trọng của tỉnh. Và dĩ nhiên, cũng là nơi đón tiếp nhiều vị khách quý, những nhà đầu tư đến Bà Rịa Vũng Tàu tìm cơ hội phát triển cho mình, cả cho tỉnh. Với hạ tầng không ngừng phát triển, mức tăng trưởng kinh tế của Bà Rịa hàng năm liên tục duy trì từ 18-20%. Thu nhập bình quân đầu người tăng 13,8 lần, từ 305 đô la Mỹ năm 1994 lên 4.230 đô la Mỹ năm 2014. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh với công nghiệp chiếm 56,6%, dịch vụ thương mại 41,7%. Ở đây từ hồi 7 giờ nhưng mà chợ lại thành lập từ hồi cái chợ nhỏ chuyển qua bên đây á. Giờ chợ này thấy giờ cũng đông, đông người đi sầm uất mà cũng sạch sẽ. Càng ngày càng buôn bán thấy đông. Thành phố Bà Rịa thay đổi rất nhanh, tức là phát triển từng ngày từng giờ. Về cuộc sống, thay đổi về tinh thần và thay đổi cả về cuộc sống, về kinh tế. Và có thể nói người dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước, đặc biệt là sự điều hành, quản lý của chính quyền địa phương. Trở thành trung tâm hành chính của tỉnh thay cho thành phố Vũng Tàu, khoảng cách giữa Bà Rịa đến các huyện, thị xã trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được rút ngắn lại. Mọi giao dịch hành chính thu về một mối tập trung đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi cần thực hiện giao dịch công. Và rõ ràng, trong thành quả, chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh PAPI của Bà Rịa Vũng Tàu không ngừng tăng hạng, có sự đóng góp rất lớn của vai trò trung tâm hành chính được phát huy tối đa. Đến năm 2017, chỉ số PAPI của tỉnh xếp hạng 5 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 21 bậc so với năm 2016, nằm trong nhóm các tỉnh đạt điểm cao nhất. Theo nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố Bà Rịa lần thứ 6, Bà Rịa tiếp tục phát huy mọi nguồn lực để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm là tập trung phát triển dịch vụ thương mại, tiếp tục xây dựng chỉnh trang đô thị, phấn đấu trở thành đô thị loại 1 vào năm 2020. Bà Rịa, kể từ khi được khai phá từ thế kỷ thứ 17, xét theo vị trí địa lý, đều là đầu mối giao thông quan trọng, là trung tâm tỉnh lỵ và ngày nay đang là một vùng đất trọng yếu nằm trong vùng kinh tế động lực các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Nền tảng của một Bà Rịa hôm qua đang tạo đà cho sự phát triển bền vững của Bà Rịa hôm nay và tương lai. Phấn đấu xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, hiện đại, văn minh là trung tâm hành chính, chính trị của toàn tỉnh. Đó không chỉ là yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, mà còn là quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể các tầng lớp nhân dân thành phố Bà Rịa. Thưa quý vị, là đô thị trung tâm hành chính chính trị của tỉnh, thành phố Bà Rịa có vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của Bà Rịa Vũng Tàu nói chung. Phát huy truyền thống cách mạng, anh hùng trong kháng chiến, cần cù, năng động, sáng tạo trong thời bình,
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bà Rịa đã và đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020 là xây dựng thành phố phát triển bền vững, cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại 1 vào năm 2020. Thời lượng dành cho chương trình đến đây đã hết. Chương trình xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này ngày mai, phát sóng vào lúc 17:50 với điểm đến là thị xã Phú Mỹ.